Có thể chúng ta đã quen sử dụng vang Ý với những giống nho đặc trưng như Barbera ở phía Bắc, Sangiovese miền Trung Ý hay Primitivo ở vùng phía Nam. Thế nhưng vẫn có một chè vàng được làm hoàn toàn bằng giống nho Merlot đạt đến hương vị hoàn hảo. Và đó chính là rượu vang mờ Merlot Salento phiên bản giới hạn. Từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta hãy nói đến hình ảnh của chai rượu vang này. Một chữ M yêu kiều cùng hoa văn mềm mại phía trên, tạo nên một phong cách quyến rũ đầy mê hoặc. Phiên bản giới hạn này không chỉ nằm ở việc nâng cấp chất lượng, nó còn thay đổi hoàn toàn giống nho so với chai vang mờ thường. Mặc dù có vẻ ngoài gần giống nhau, có chung thiết kế và nhà sản xuất San Marzano, nhưng bên trong lại chứa đựng hai chất rượu hoàn toàn không giống nhau. Giống nho Merlot làm ra chai vang M Limited, có vỏ khá mỏng và tạo ra lượng tannin không quá cao. Điều này dẫn tới chất rượu giàu hương thơm của trái cây chín hơn. Đây là một sản phẩm mang nhiều tâm huyết của Cantin San Marzano, từ khâu chăm sóc, thu hoạch nho cho đến giai đoạn nghiền ép. Với một mức giá quá hợp lý, chai vang M bản giới hạn này có thể vào vai một món quà vừa có giá trị tinh thần vừa có cả giá trị thực tế. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi nhất.